Các bạn thân mến, chào mừng đến với đường dây di động .com. Trong clip này thì chúng ta sẽ cùng xem qua một chiếc ốc lưng dành cho chiếc điện thoại LG khá là hot trong thời gian gần đây, đó chính là chiếc điện thoại LG V40. Đây là chiếc điện thoại được xách tay từ Hàn Quốc về Việt Nam và đang được rất là nhiều fan hâm mộ của LG chuộc mua trong thời gian gần đây. Đây là một trong những món phụ kiện hiếm hoi dành cho điện thoại có nguồn gốc xuất phát, được sản xuất trực tiếp ngay tại Hàn Quốc. Các bạn thấy là trên vỏ hộp người ta sẽ in sẵn Made in Korea. Đây là cái dòng ốp lưng khá là nổi tiếng của Mercury. Các bạn thấy là design by Mercury, Made in Korea. Đó. Thì hiện tại thì chúng ta sẽ có được một số cái dòng sản xuất tại Hàn Quốc khá phổ biến như là Rinky hoặc là Mercury hoặc là Aspion. Thì Mercury là một trong những cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng. Tôi thấy là chiếc ốp này nó là dạng trong suốt dẻo và nó cũng tương đối là dày, có thể chống sốc ở mức độ tương đối là khá và được thiết kế với độ hoàn thiện rất là tốt. Các bạn thấy là cái phần nhựa của nó, cái phần lõi nhựa của nó cũng khá là dày. Như thế này thì cái camera lồi của chúng ta nó cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn. Cái cụm gầm miếng vân tay các bạn thấy là khoét cũng rất là ngọt. Đó, nó lại xuống để chúng ta dễ chạm vào cầm miếng vân tay chúng ta hơn. Và mặt trong các bạn thấy có một lớp gai như thế này, để khi chúng ta gắn vào máy thì nó thoáng khí hơn, nó không bị hấp hơi ở trong cái lưng máy, trông rất là xấu. Và thiết kế của cái ốp lưng này, cái độ hoàn thiện của nó cũng khá là tốt, rất là thẳng thốn chứ không có siêu vẹo, và cầm tay nó chắc chắn. Và qua cái thời gian bán nhiều năm dành cho cái dòng thương hiệu này thì mình thấy nó là thật sự thì cái nó có vàng đi theo thời gian, nhưng mà cái độ vàng của nó khá là chậm, chấp nhận được, nó không đến nỗi quá ghê tởm như những cái ốp mà mỏng bên Trung Quốc người ta nhập về. Thì sau một thời gian thì màu nó xuống rất là tối, còn cái màu này nó vàng vẫn chấp nhận được. Đấy, ốp thì cầm rất là chắc tay các bạn. Nếu bạn thích ốp dẻo và trong thì đây là một trong những sự lựa chọn khá là lý tưởng dành cho chiếc LG V40 của chúng ta. Các bạn thân mến, cái sản phẩm này đang có bán tại đường dây di động .com và chúng ta có thể đặt hàng mua online hoặc đến xem và mua trực tiếp tại shop. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau.